sống hạnh phúc. Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuống hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai mặt đều phủ lông. Khi già, lá trông cứng, phiến lá nguyên hoặc hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu Pestilidae, ký sinh gây ra những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông mịn, cuống rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chét như nem, chạo, quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng để nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chứa mụn nhọt bắp chuối, sưng vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ 1 chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau, sưng đỏ đến đâu bôi đến đó, bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giá nét rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín, nếu vỡ mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để hở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngá bị xây sát, đắp thuốc phải chứa chỗ xây sát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường chỉ 2-3 ngày là thấy kết quả. Chứa nhức đầu, nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chứa tê liệt. Có khi dùng phối hợp với bôi ngoài, với ăn lá non hoặc uống nhựa sung với liều 5ml hòa với nước lá đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chứa hen, nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cuộc sống hạnh phúc, công dụng tuyệt vời của quả sung. Kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm bước đầu cho thấy quả sung có tác dụng nhuận tràng, ngừa táo bón, hạ huyết áp, giảm cân và phòng chống ung thư. Trong y học cổ truyền, quả sung vị ngọt, tính bình, có công dụng kiện tỳ ích vị, nhuận phế lợi hầu, nhuận tràng thông tiện, tiêu thúng giải độc. Thường được dùng để chữa các chứng bệnh như viêm ruột, kiết lỵ, táo bón, trí xuất huyết, sa trực tràng, viêm họng, ho, sản phụ thiếu sữa, mụn nhọt lở loét, chán ăn, phong thấp, v.v. Quả sung cũng rất tốt cho sức khỏe bởi nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy cứ trong 100g quả sung có chứa 1g protein, chất béo 0,4g, đường 12,6g, canxi 49mg, phosphor 23mg, sắt 0,4mg, caroten 0,05mg, dẫn xuất không protein 12,3g, khoáng toàn phần 3,1g. Ngăn ngừa tăng huyết áp.
Mọi người thường sử dụng natri dưới dạng muối ăn, nhưng ít kali và hàm lượng natri nhiều có thể dẫn tới tăng huyết áp. Sung dầu kali và ít natri, bởi vậy chúng là món ăn hoàn hảo để chống lại sự xuất hiện cũng như tác động của tăng huyết áp. Ngăn ngừa táo bón. Có khoảng 5 gram chất xơ trong mỗi phần ăn gồm 3 quả sung. Vì vậy, quả sung không chỉ giúp ngăn ngừa táo bón mà còn loại bỏ tiêu chảy, nhu động ruột không khỏe hay hoạt động thất thường. Giảm cân. Chất xơ có trong sung cũng giúp giảm cân và là sự lựa chọn tốt cho những người béo phì. Tuy nhiên, hàm lượng calo cao có trong sung cũng có thể làm tăng cân, đặc biệt là khi sử dụng cùng với sữa. Một ít sung là đủ lượng dinh dưỡng yêu cầu, bởi vậy đừng lạm dụng nó. Viêm khớp. Sung tươi lượng vừa đủ, đem hầm với thịt lợn nạc ăn, hoặc sung tươi 2-3 quả, rửa sạch, thái vụn rồi chén với trứng gà ăn. Mụn nhọt, lở loét. Sung chín sau khô, tán bột rồi rắc lên tổn thương. Để đạt hiệu quả cao, trước đó có thể ngâm rửa tổn thương bằng nước, sắc quả hay lá sung tươi. Sau đó lau khô rồi rắc bột thuốc và băng lại. Ngăn ngừa một số loại ung thư. Sung chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan. Khi chất xơ đi qua hệ tiêu hóa, về cơ bản nó lau dọn các cholesterol dư thừa và mang chúng đến hệ bài tiết để loại bỏ ra khỏi cơ thể. Pectin là một chất xơ hòa tan có trong sung giúp kích thích nhu động ruột khỏe mạnh. Sung có thể có tác dụng nhuận tràng. Chúng là một trong những loại trái cây nhiều chất xơ tự nhiên nhất. Hàm lượng chất xơ cao trong sung có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể của bạn nhờ ngăn cản một số loại ung thư vùng bụng cũng như ung thư ruột kết. Theo Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, khoa Đông y Bệnh viện 108, nhựa của thân cây hay quả sung xanh còn được dân gian dùng để chứa mụn nhọt và sưng vú. Cách dùng cụ thể: rửa sạch tổn thương, lau khô, dùng nhựa sung bôi trực tiếp vào nơi bị bệnh. Sưng đỏ đến đâu thì bôi đến đó, bôi nhiều lần trong ngày. Để tránh bôi nhiều lần, có thể trộn nhựa sung với lá non, giá nếp rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ đắp kín, nếu đã vỡ mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giá thêm một củ hành với nhựa sung rồi đắp như trên để hở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Nhựa sung còn dùng để chữa đau đầu. Phết nhựa lên giấy bản rồi dán hai bên thái dương. Có thể phối hợp với việc ăn lá sung non hoặc uống nhựa sung với liều 5ml hòa trong nước đun sôi để nguội uống trước khi đi ngủ. Theo Bow Sky, quả sung còn có những công dụng. Quả sung rất giàu canxi và là một sự thay thế tuyệt vời cho các liệu pháp điều trị dị ứng với các sản phẩm từ sữa. Quả sung giàu chất xơ rất hiệu quả cho kế hoạch giảm cân. Chất xơ này cũng rất tuyệt vời cho hệ tiêu hóa và giúp làm giảm kích thích hội chứng ruột. Kali, omega 3 và omega 6 của quả sung giúp duy trì huyết áp và tốt cho bệnh tim mạch vành. Quả sung khô chứa chất chống oxy hóa phenola tốt cho sức khỏe mắt, còn cao hơn so với chất chống oxy hóa thực vật ở cà rốt và giúp ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan tuổi tác. Quả sung sản xuất kiềm giúp cơ thể đạt được và duy trì nồng độ pH trong cơ thể ở mức 7,0 đến 7,4, giúp cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật. Thoa quả sung nướng lên da có thể chữa viêm như áp xe và loét. Do hàm lượng nước cao,
Quả sung được nghiền đóng vai trò như một chất tẩy rửa da tuyệt vời và giúp ngăn ngừa, chữa trị mụn trứng cá. Chất tryptophan trong quả sung giúp ngủ ngon và loại bỏ các rối loạn giấc ngủ như mất ngủ. Đặc biệt, hiện nay quả sung còn có thêm công dụng điều trị suy yếu tình dục. Quả sung rất nhiều chất sắt, khoáng chất giúp tạo ra hồng cầu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Phụ nữ mang thai được khuyến khích duy trì lượng hồng cầu cao. Lá quả sung có đặc tính chữa bệnh. Sắc lá cây sung uống có thể giúp bệnh nhân tiểu đường giảm hấp thu insulin. Quả sung cũng chứa axit béo omega 3 và omega 6 giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch vành. Cuộc sống hạnh phúc. Một số bài thuốc từ hạt và quả đu đủ chín. Đu đủ chín là một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, đu đủ chín còn là bài thuốc hiệu nghiệm chữa cao huyết áp, gan nhiễm mỡ và những bệnh khác. Bệnh cao huyết áp cao. Những bệnh nhân bị cao huyết áp mỗi ngày sử dụng một quả đu đủ chín từ 300g trở lên, bổ ra, gọt hết vỏ, bỏ hết ruột và hạt, cắt từng lát mỏng, trải lên trên đĩa, không chồng lên nhau mà phải trải đều. Dùng 50g đường cát trắng rắc lên phía trên phơi sương một đêm. Sáng mai đưa xuống ăn hết một lần. Dùng nước lọc uống sau ăn. Mỗi ngày ăn một lần. Khi thấy huyết áp ổn định thì không ăn nữa. Nhiều bệnh nhân bị huyết áp cao đã sử dụng cách này, lành dứt điểm không tái phát. Bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Hàng ngày nên ăn một ngày một quả đu đủ chín. Sau khi ăn nên hám loại chè đắng mà uống. Loại chè đắng này miền Bắc nước ta nhiều lắm. Mỗi lần chỉ cần hám khoảng 3 đến 5 cọng là đủ uống cả ngày. Cùng với việc ăn đu đủ chín sẽ mang lại hiệu quả tốt. Làm hồng nhũ hoa bằng đu đủ chín. Lấy 1/4 quả đu đủ chín, gọt vỏ, rửa sạch nhựa mủ bên ngoài, cho vào máy xay, xay nhuyễn rồi cho vào bát. Vệ sinh vùng nhũ hoa thật sạch. Khi vùng da còn ẩm, nằm ngửa, đắp đu đủ xay lên nhũ hoa. Bạn có thể dùng gạc hay miếng vải xô nho nhỏ đắp lên trên phần đu đủ trên nhũ hoa để giữ cho chúng không bị rơi ra. Cứ để đu đủ trên nhũ hoa trong vòng 20 phút rồi gỡ bỏ, rửa sạch nhũ hoa với nước ấm. Dùng khăn mềm thấm khô là được. Kiên trì thực hiện cách làm hồng nhũ hoa này cho đến khi bạn thấy có sự thay đổi của màu sắc trên nhũ hoa. Hạt đu đủ chứa gai xương khớp bàn chân, gai mắt cá bàn chân. Mỗi lần dùng 30g hạt đu đủ chín, sao vàng tán thành bột, trộn vào 50ml dầu nóng Trường Sơn cho nó sền sệt. Gai ở đâu đắp và bó kín băng bằng vải chỗ đó qua ngày sau 24 giờ. Mở ra và tiếp tục làm như vậy, làm liên tục 1 tháng 30 ngày không còn gai nữa. Hỗ trợ trị gai đôi cột sống. Bạn có thể sử dụng hạt đu đủ để chữa trị căn bệnh gai đôi cột sống vô cùng hiệu quả. Cụ thể có thể áp dụng theo cách thức dưới đây. Bước 1, lấy 1 ly nhỏ hạt đu đủ chín, cao khoảng 5cm, miệng rộng khoảng 2-3cm, lấy hạt chín màu đen. Bước 2, bỏ hạt chín vào miệng vải mùng, bóp nhẹ nhẹ cho dập màng nước, bỏ lớp màng đó đi, sau đó thấm bớt nước, nhưng nhớ để hạt hơi ẩm ẩm, chứ đừng để hạt khô quá. Bước 3, giá hạt đu đủ cho nét, nằm úp xuống và đặt một miếng vải mùng lên chỗ đốt sống lưng bị gai. Nên chụp x-quang để biết chính xác mình bị đốt ở sống lưng thứ mấy. Nếu người nào không chụp x-quang thì đặt hạt đu đủ ở chỗ bị đau. Rồi bỏ hạt đu đủ lên, sau đó lấy một mảnh vải mùng dài cột chặt lại cho khỏi rớt. Nằm khoảng 15 phút, sau đó đắp lớp thứ hai. Lưu ý là khi đắp sẽ có cái cảm giác rứt rứt ở da do nước hạt đu đủ thấm vào da. Hàng ngày cứ đắp như vậy khoảng 1 tháng, sau đó tùy theo tình hình bệnh mà tiếp tục thêm vài ngày hay ngưng hẳn. Cuộc sống hạnh phúc. Quả óc chó cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới. Các nhà nghiên cứu đã kết luận ăn 2,5 ounce quả óc chó mỗi ngày
nhiều hơn một chút so với nửa cốc. Sau 12 tuần, cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới trẻ khỏe mạnh. Nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng cho thấy sự lựa chọn chế độ ăn uống và lối sống của người đàn ông có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của họ. Một nghiên cứu mới được tài trợ bởi Hiệp hội Quả ốc chó California tiến hành trên 117 người đàn ông tuổi từ 21 đến 35 tuổi và ăn một chế độ ăn uống phương Tây điển hình. Một nửa số người nghiên cứu được phân ngẫu nhiên để ăn 2,5 ounce quả ốc chó hàng ngày, cùng với chế độ ăn uống bình thường của họ. Những người đàn ông khác tiếp tục chế độ ăn uống bình thường hàng ngày của họ, nhưng không ăn bất kỳ loại hạt cây nào. Mối liên hệ giữa chất lượng tinh trùng và quả ốc chó. Quả ốc chó là loại hạt duy nhất có hàm lượng đáng kể của axit béo omega 3. Một số nghiên cứu về vô sinh nam đã cho thấy có mối liên kết chất lượng tinh trùng tốt và ăn quả ốc chó. Tiến sĩ Wendy Robbins cho rằng chất béo omega 3 và axit béo không bão hòa khác đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của tinh trùng và chức năng màng. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người đàn ông có số lượng tinh trùng kém cho thấy cải thiện sau khi uống bổ sung dầu cá chứa hàm lượng cao axit béo omega 3. Và một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal Human Reproduction tìm thấy rằng sử dụng hàm lượng cao chất béo omega 3 có liên quan đến kích thước và hình dạng tinh trùng tốt hơn, trong khi sử dụng số lượng cao chất béo bão hòa có liên quan đến giảm nồng độ tinh trùng. Trong nghiên cứu mới, hầu hết những người ăn quả ốc chó nguyên hạt, những người khác trộn với sốt táo và quế trong một máy xay hoặc cắt nhỏ chúng và cho vào bánh mì thịt, bánh hamburger và nước sốt spaghetti. Trước và sau khi thử nghiệm, chất lượng tinh trùng của nam giới đã được phân tích bởi một nhà nghiên cứu. Bản thân nhà phân tích không biết những ai trong nhóm nghiên cứu đã ăn quả ốc chó. Các nhà nghiên cứu đã xem xét nồng độ tinh trùng, sức sống, khả năng di chuyển, hình dạng và kích thước, và bất thường nhiễm sắc thể. Tất cả được cho là liên quan đến khả năng sinh sản. Rõ ràng, quả ốc chó đã mang lại nhiều lợi ích đáng quan tâm, làm giảm cholesterol máu, bảo vệ tim mạch, phòng ngừa ung thư vú và tiền liệt tuyến, phòng chống đái tháo đường type 2. Bây giờ, quả ốc chó còn giúp cải thiện chức năng sinh sản ở nam giới. Một thông tin hay cho những đấng mày râu muốn quan tâm. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.